Thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Vương quốc Anh UKVFTA sẽ mở thêm cơ hội cho thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này. Theo VASEP, từ tháng 2, Anh chính thức rời khỏi EU và trở thành thị trường tiềm năng với thủy sản Việt Nam. Vì trong khi xuất khẩu sang các nước thành viên EU đều giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19, thì xuất khẩu trong thị trường này tăng trưởng cao. Tính đến cuối tháng 9 năm 2020, xuất khẩu thủy sản sang Anh tăng gần 23%, đạt gần 258 triệu USD. Trong đó, tôm và cá tra là hai mặt hàng chủ đạo đều tăng, lần lượt 19 và 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu cá ngừ, các loại cá biển khác và cua ghẹ cũng tăng lần lượt 6%, 101% và 55%. Xuất khẩu cá tra sang Anh có sự đột phá về cơ cấu sản phẩm. Theo đó, xuất khẩu cá tra chế biến tăng đột biến gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 16 triệu USD, chiếm 33% tổng xuất khẩu cá tra, trong khi năm 2019 chỉ đạt 3%. Năm 2020, Anh cũng nằm một trong top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Việt Nam, với tỷ trọng trên 4%. Dù Anh đã rời khỏi EU, nhưng xuất khẩu các sản phẩm thủy sản sang thị trường này vẫn được hưởng thuế theo cơ chế của Hiệp định EVFTA đến hết 31 tháng 12. Hiện nay, Anh đang có kế hoạch ký Hiệp định Thương mại Tự do với các nước, trong đó có Việt Nam. Nếu hai nước đạt được thỏa thuận, thì Hiệp định FTA với Anh sẽ được dựa trên cơ chế tiếp nối Hiệp định EVFTA với các điều khoản tương tự như EVFTA. Các thỏa thuận thương mại đang được đàm phán có thể giảm thuế đánh vào các sản phẩm được giao dịch và tạo lợi thế cho các nhà xuất khẩu từ các nước có giao dịch thương mại.